chào quý vị các bạn. Thưa quý vị các bạn, trong đêm qua thì những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh vùng núi thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến là dưới 10 mm. Cá biệt ở tại Lục Yên của Yên Bái có lượng mưa là 26 mm và ở tại Quảng Hà của Quảng Ninh là 46 mm. Sang ngày hôm nay thì mưa giảm nhanh và ở hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ, trời đều có nắng ngay từ buổi sáng sớm. Và nắng nóng vẫn xuất hiện ở tại vùng đồng bằng với mức nhiệt độ 35-36 độ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên toàn miền Bắc hầu như chưa có sự thay đổi gì đáng kể. Và mưa dông vẫn có khả năng sẽ còn lặp lại ở khu vực vùng núi, tuy nhiên lượng và diện mưa sẽ thu hẹp lại. Ngày mai trời vẫn có nắng từ sớm, ở các tỉnh như là ở tại Lai Châu, Điện Biên và ở tại Quảng Ninh, cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ chỉ vào khoảng là từ 30-32 độ, một vài điểm là xấp xỉ 33 độ nên thời tiết khá dễ chịu. Các nơi khác thuộc khu vực Việt Bắc, các tỉnh thuộc vùng Trung Du, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút khoảng 33-34 độ, một vài nơi chạm tới ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng nhiều hơn và tương đối oi ả với mức nhiệt độ khoảng 35-36 độ. Lùi xuống miền Trung, trong đêm nay và ngày mai thì dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì mưa ít có khả năng xảy ra và có chăng chỉ là những cơn mưa dông nhiệt cục bộ về chiều tối. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng là từ 32-34 độ ở vùng ven biển. Riêng vùng núi của khu vực này thì cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ tăng cao và nắng nóng vẫn xuất hiện với mức nhiệt độ lên tới 35-36 độ. Một vài điểm như là ở tại Tương Dương, Quỳ Hợp, Hương Sơn và Tuyên Hóa, nhiệt độ có thể lên đến xấp xỉ hoặc là trên 37 độ. Trong khi đó thì ở phía Nam, các tỉnh ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ thấp hơn hẳn so với phần phía Bắc. Hầu hết các nơi đều không vượt quá ngưỡng 33 độ và những cơn mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác, tập trung nhiều trong đêm nay và chiều tối mai. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn phổ biến là nhiều mây. Độ ẩm không khí cao và mưa dông xảy ra trên diện rộng với thời điểm mưa nhiều sẽ tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Và trong cơn dông, nguy cơ và các hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét, là lốc xoáy vẫn còn tiềm ẩn nên người dân khu vực cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Do trời nhiều mây và liên tục có mưa dông nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam tiếp tục mát mẻ với mức nhiệt trong khoảng trưa chiều chỉ dao động trong khoảng là từ 29-31 độ ở tại vùng cao nguyên Tây Nguyên. Còn ở hầu khắp các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng chỉ phổ biến là từ 30-33 độ. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai ở tại khu vực giữa và khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và bên phía Vịnh Thái Lan tiếp tục xảy ra mưa dông và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Thời tiết không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động ở tại khu vực này. Còn tại khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định hơn với mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Và cũng từ ngày mai thì cường độ gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ suy giảm dần về cường độ và chỉ còn ở cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển ổn định hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.